Xin chào tất cả các bạn đã đến với công ty HCTech. Thì hôm nay bên mình vừa về một lô hàng bơm hút chân không vòng dầu của hãng Vali Trung Quốc. Thì lô hàng này gồm có hai máy bơm là bơm hút chân không model VSV300, model bơm chân không thứ hai là VC100LI. Thì bên cạnh đấy thì lô hàng cũng về thêm một số lọc tách dầu cho bơm. Mình sẽ giới thiệu sơ qua về các bơm này. Thì hiện tại hàng vừa về và kỹ thuật bên mình vừa khui thùng nhé. Đây, bơm đang vẫn còn nguyên ở trong thùng đấy ạ. Đầu tiên là con VSV100 này thì có áp suất chân không là 0,1 MPa, lưu lượng là 100 m³/giờ. Đi kèm với máy bơm thì hãng cũng sẽ cho mình là một lò dầu để chảy lần đầu tiên của bơm. Và sau đó thì quý khách cũng có thể thay thế một số dòng bơm chân không, dòng dầu bơm chân không hiện đang trên thị trường đều được nhé. Đây là quyển sách catalog đi kèm về các hướng dẫn sử dụng. Bơm sau khi khui thùng thì còn nguyên vẹn và không có ảnh hưởng gì trong quá trình vận chuyển nhé. Tiếp theo đến là model VSV300. VSV300 của hãng Veliu thì có lưu lượng là 300 m³/giờ, công suất là 7,5 kg và áp suất chân không là 0,1 MPa. Đây. Bơm cũng được gửi kèm dầu chân không cho lần chảy đầu tiên nhé. Đây là quyển catalog đi kèm của bơm. Một số chi tiết chính của bơm, ví dụ như là đây là cổng hút của bơm đây. Bơm có gắt valve điều chỉnh áp suất chân không. Đây là phần cổng xả của bơm. Trên thân của các máy bơm chân không Veliu thì sẽ có thêm một cái phần chỉ dẫn sử dụng đấy nhé. Một số thông tin về thay thế, lọc tách dầu, các chi tiết khác về dầu đây thì mọi người có thể tham khảo trong quá trình sử dụng bơm. Trên đây là lô hàng bơm hút chân không vòng dầu Veliu của HCTech vừa về kho. Nếu mà quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về máy bơm chân không Veliu, có thể liên hệ đến công ty HCTech qua hotline là 0904 643 816 hoặc 0902 176 051. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video hấp dẫn khác của chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.